Qua dưới đi nào. Trời con đứa nhìn ma. Qua dưới kìa. It was at this moment that he knew he fucked up. Trời ơi. Hãy không đi, không đi, không đi đừng ngại. Bờ hay không nước mắt ướt đẫm chứa chẳng trong lòng. Ok và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Khang VN đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với Mini World Backway mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi map của chị Siro. Thì map Backway này được mình với lại anh Béo với chị Siro và có thêm sự trợ giúp của Mập Durum và chị Timmy để xây dựng cái map này. Và chị Timmy vào và ngủ. Chị Timmy vào và ngủ. Ok. Ok thì cái map này được update lên là 3.6 luôn rồi, là anh em biết rồi đó. Nó update khoảng chắc là hơn 10 lần rồi anh em ạ. Ấy thì bây giờ là có boss luôn hả? Khang, mình cũng có giúp toàn chờ anh Ro kêu mình vào để làm con chuột bạch test cho ảnh không ạ? À cái đó không tính. À, mình là người build map mà bạn. Không tính đó. Ok. Và đúng rồi, chị có công chị vô đây chị ngái cho mọi người nghe. Ok. Và nếu anh em thấy video đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha anh em. Và đừng quên là ấn cái chuông và bấm vào phần tất cả để nhận tất cả thông báo từ những video mới nhất của mình. Ok. Và đây là cái map chị Siro và mình sẽ để cái ID tải map ở dưới phần mô tả nha anh em. Và anh em nào muốn chơi thì nhớ tải về chơi nha. Cái map này nói chung là tụi mình phải bỏ công sức rất là nhiều đó anh em. Ok, còn gì? Vô nào mọi người. Vô trận. Let's go. Yo. Ủa xong vô chị. Yo. Rồi, hôm nay là mình sẽ đại chiến lại hội chị em nha. Hội chị em phụ nữ. Không, thật ra là mình hội chị em phụ nữ bi bi gò lắm anh em ạ. Trong Mini World mình trả lại gì hết á. Xạo chó, xạo chó. Mình dưới đây mình chỉ bị chết thôi à, nên là mình sợ lắm. Không sao, hôm nay mình sẽ tự khách bản thân là gũ mấy chờ hội chị em phụ nữ vô để đánh mình. Ủa lộn, mình đánh Khang đang lương lẹo. Hồi chị em phụ nữ đánh mình chứ sao mình đánh lại được. Đó là những điều đúng với chị. Đúng với chị. Nghe nói là Khang sẽ không bao giờ giết chị trong Best World Mini World đúng không Khang ơi? À đúng rồi chị. Rồi em không bao giờ giết chị đâu. Em chỉ đập giường chị thôi. Em đội gì vậy Khang? Em hả? Em đội quần. Ủa lộn. À giờ em mới biết nha, giờ người nào mà team gì á là ở dưới cái chân của mọi người á nó sẽ có cái hình màu đó. Ờ đúng rồi. Giờ em mới biết luôn á. Giờ em mới biết luôn. Giờ em mới biết á. Wow. Giờ em mới thấy nó, ủa sao cái màu nó cùng nhau mà lúc trên kem thấy mọi người lại khác màu em. Đó, em mới phát hiện. Ghê không? Phát hiện thật là vĩ đại. Ai Khang nó nói giống như là thiên tài Enten vậy, phát hiện ra cái gì mà rất Enten thiên tài Enten. Thiên tài Enten là gì vậy? Không phải, really? Cái ông tên gì? Enten, ông tên Enten đúng rồi. Enten. Cầm Enten cứ coi lại Enten. Hay là Enten. Ừ, Enten okay. Gì vậy? Enten. À, cuộc sống mà. Cuộc sống mà. À, ai tiêm lục vậy ta? Ai tiêm lục vậy? À, cá ngu tiêm lục. Bạn im đi, mình là cá ngừ. Cá ngu. Tất cả. Tại sao Khang nó cái thích này gọi là ghẹo con Navi thế nhỉ? Thì cái tên nó quá đặc biệt không? Chị hiểu không? Mình là cá ngừ, bạn hiểu không? Ngừ. Ngu. Tại sao ở bên MyGap nó đặt tên là cá ngu mà sao qua đây nó không đặt tên cá ngu ha? Ừ, đặt tên cá ngu thiếu ra đổi nha. Không. Nó đặt được, đổi đi. Bạn ngưng đi. Ngưng. Mình tất ấy. Ok, mình sẽ ngưng và mình sẽ quay cho bạn. Ê, gì sớm vậy? Gì sớm chưa vậy? Chưa nâng giáp. Bây giờ à. Mình sẽ qua mid nha, xíu nữa sẽ có boss xuất hiện anh em ạ. Nghe nói boss trong đây pro lắm. Giết con boss xong là sẽ có kiếm máu. Hả? À, đánh con boss xong đi rồi muốn làm gì nào? Ok, vậy mình sẽ đánh boss xong mình sẽ qua mình đánh mọi người. Nãy giờ chị chết 1800 lần rồi, chị trầm cảm. Ủa gớt hả chị? Không, chị tập bay chứ, tại sao chị lại nói vậy? Ờ đúng rồi, chị tập bay. Tập bay má, tập tay là cái gì? Thì chưa mình nói tập bay, mình nói tập bay, bạn tập nghĩ bay. Bạn tập bay. Em nghe nó nói là đập tay gì à? Thấy không, cá ngu là nói cũng sai đó. Cái mình nói tập bay, trời ơi. Anh em nghe đó. Rõ ràng, đập tay. À, chị Mập đây rồi. Ôi, chị Mập với lại Nao chuẩn bị quýnh lộn này. Hai người đang bắt cùng nhau một cõi kim cương. Đúng rồi, cố lên. Đúng rồi, đuôi nhau nào. Đi đi. Rồi chị Mập đang còn hua sao khoảng đường nha. Cố lên nha. Chị Tommy không chơi đánh lén nha.
À, chị Tâm My đang có một lợi thế đó chính là lẻ. Chị Tâm My đang bắt qua kim cương lẻ đây mà. Ôi, đúng rồi chị Mộc, cố lên. Cố lên chị. Cố lên, té đi, té đi, té đi, té đi. Té đi, té đi. Trời trời, coi tướng chạy về kìa, nghe mệt ghê luôn vậy. Ủa, hơi lắm à? Hơi nặng, hơi nặng, hơi nặng tí, mọi người thông cảm. Chắc mốt em phải cào cái vòng quay kiểu cái wheel may mắn á chị, xem để bốn cái màu lên, rồi lộn ba cái màu, em sẽ quay cái đội nào, dính màu nào em qua giết màu đó. Mọi người xem thường em quá. Em mới chơi Mini World gần đây thôi chứ em cũng mờ gò lắm rồi nha, đừng đùa. Cái gì, bờ gò gì gì. Em bờ gò layer lắm nha, đừng đùa. Em biết bắt gì, block nhanh rồi đó. Em dơ dơ lắm hả? Bờ gò layer, không có dơ. Em sẽ khiêu gợi, lộn lộn, em sẽ khiêu chiến. Em sẽ khiêu gợi, lộn lộn, em sẽ khiêu chiến. Sợ chứ chị? Em chỉ khiêu chiến thôi. Xíu em sẽ khiêu gợi. Ồ lộn, em sẽ đánh chị sao? À, chị Mộc này. Hãy xem đây. Gì? Đứng yên đi chị. Thôi đừng có ném gì hết. Bùm ba. Hết đường về luôn, hết đường về luôn. Được lắm, em được lắm. Đi về đi khác nhà, nhà, nhà. À, chị Tim Mi à. Giáp kim cương đồ em. Qua đây chị. Trời, chị em mình làm lành đi Khang, em qua giết con cá ngu trước đi. Trời, chị, mình quá gì mà em nghe cũng hợp lý chị. Thôi, chị em mình là chị em. Tính ra mình chưa có bắt cái gì hết luôn á. Cần gì bạn bắt, mình sẽ bắt bạn luôn. Thôi, 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 tha đi, tha đi, tha đi. Sẽ bạc bạn luôn. Sẽ bạc bạn luôn. What? Cần gì bắt? Bắt. Tất cả mọi người. Nghe mà như Khang đang muốn mờ lèm nao rồi. Cái gì vậy chị? Tinh thần đi. Cái gì vậy chị? Mờ lèm là giết các em chứ không phải mờ lèm với mày nghĩ. Mờ lèm ở ngoài là nó khác, còn mờ lèm trong game là giết các bạn. Thế thì mình muốn mờ lèm tí mi. Yeah. Kiếm sâu. Mày được lắm, mày hãy đợi đấy. À, mình có quá trời đồ luôn. Chết chị rồi, chị chết đi em. Tình hình là chị đã mất đi cây kiếm thân yêu. Cây kiếm mà nãy đã giết em, cây kiếm đã nhuộm máu của em. Nó rơi rồi. Dạ, cái kiếm của em nó sẽ nhuộm màu chị. Nhuộm màu hồng. Tự sáng luôn cho rồi. Ai nào trên bắt hộp rồi. Yeah. Chị Mập nè, chị Mập nè. Chị à né. Né à, né được à. Ghê đấy. Né. À hay đấy. Hay nè. Hay nè. À dâm ba nè. À dâm ba mấy con này em cũng sợ. Không sợ à. Ấy à, em không sợ. Em không sợ chị. Em không sợ. Lòi đầu ra. À đây rồi. Đây rồi. Tìm đi. Ở lộn nào. Đi qua giết. Qua giết đi nào. Cho con đứa nhịn mà. Qua giết kìa. It was at this moment that he knew he fucked up. Trời ơi. Hãy không đi, không đi, không đi. Đừng ngại. Bờ hay có nước mắt nước đắm chứa chẳng trong lòng. Chưa em. Trời má. Em sẽ giết con boss trước chị. Yeah. Boss đâu chị? Đâu rồi, boss đâu? Chưa, chuẩn bị ra. Sao chị biết ghê vậy? 25 giây. Nó hiện dây lên. Đây đây, em sẽ đứng ngay cạnh boss luôn. Boss đâu, ra đây. Nghe boss là Caron đúng không? Đâu, Caron đâu, ra đây. Đừng chị đừng đến với em chị ơi. Em không muốn đâu. Đừng đến với em. Phải Caron rồi. Chạy đi kiếm kim cương đi. Chạy đi kiếm kim cương đi. À boss xuất hiện rồi. Tránh boss đi, tránh boss đi. Chị không bao giờ giành được boss của em đâu. Chị Tâm My à. Chị sai lầm rồi. Chị sai lầm rồi. Chị em mình đình chiến đi xem đánh chị vậy. Không, đánh boss đánh lộn. Em tưởng boss là chị, thấy chưa? Ghê quá. Cái gì? Người dân quá. Tao là boss hả? À, boss đã chết. Chị là người đã chiến con boss. Kiếm lửa. À chị chết rồi. À. Chị chết rồi. À boss kiếm. Ui rồi chị bị lắc luôn rồi. Đứng đó. Đứng lại. Chị đã lộn cái kiếm lửa của em. À cái kiếm lửa, cái kiếm lửa. Chị té. Chết gì rồi. Vô bạn qua chơi. À cái giường nè. Em cho chị một cơ hội. Một là quăng cái kiếm đó cho em. Hai là em kiếm đâu. Kiếm đâu. Chị coi đây coi. Đâu đưa đây. Chị đưa đây.
Rồi ok nha. Rồi cho vậy nè, rồi tha nha. Ok. Thấy ra con kiếm lửa, ở đâu cái này kiếm máu. Ở đây ngon ngon em mà ngon ngon. Bây giờ giờ đi qua bên kia kiếm khác. À chị Mập đang bắt đường qua nè. Chị Mập nha. A few moments later. Vũ khí. Đây. Sao chị Mập im ghê ta? Chị Mập đang có kế hoạch đó nào? Chị Mập đang lén qua nhà nào đó? Không gì. Chị đang núp rồi. Không đọc được suy nghĩ của chị Mập mà. Trời ghê vậy hả? Trời. Sợ quá sợ quá. Ui sợ quá sợ quá. À, dạ, em lỡ bấm vô cái gì vậy nhỉ? What happening? Rồi, búp bê dịch chuyển. Em sẽ mua búp bê tình bạn này. Để qua thẳng nhà nào luôn. Khỏi khỏi đi cho lẹ. Ý trời. Nào chết với em rồi. Tính ra chị Mập nãy giờ em gung sao bạn không gì? Ủa đâu? Tại bạn có đường qua mít thì mình đi thôi. À không, giờ hết đường rồi nên là mình phải bay con này thôi. Chắc rồi bạn. Nãy giờ đã are you ready chưa? Nãy giờ mình đâu có làm gì bạn. Nhìn mình nè. Wee! Baby! Từ, nào có nói chuyện cái đã, đừng đánh nào, nói chuyện đàng hoàng nào. Vậy tao chết rồi còn gọi hồn tao chi. Giờ phải bắt ra cầu thôi. Nào bỏ giường đi luôn kìa, đi đi. Gì bạn, sao bỏ giường đi luôn vậy? Alo, ai làm kim cương em ơi? Làm kim cương hả? Mày chết rồi. Quay về đó, qua nhà em kìa, nó gần tới giường nha em rồi. Bye bye, see you again. Tiên anh bỏ giường luôn rồi chị ơi. Bỏ giường. Nó bỏ giường luôn rồi. Nó bỏ chạy luôn. Đi đi. Rồi nhé. Xong luôn. Bye bye. Rồi giờ tiếp theo là tới chị Mập nè. Mập lên máy bay rồi, Mập đang bay về khu khác chơi rồi. What? Chị lên máy bay đây nữa. Ờ Mập không có ở nhà đâu. À em phải mua gia su em test kìa. Chị Mập ơi, có khi nó lại ra kiếm gia su anh em ạ. Can you help me? Em hết lock rồi. Em ở đằng trước nhà chị. Nào ý lần nào nó kêu là chị giết đi á. Chị không sao mà em, chị không ở nhà. Bây giờ em đang đứng ở giữa ranh giới cái chết và sự sống. Em đứng đi nào. Tí nữa chị ra chị cứu em. Ok. Hình như con Mập ở đây bên nhà em á Khánh ơi. Cái gì đâu ra. Rồi thôi em chết luôn rồi. Em chết luôn rồi. Đâu? Chơi ngu. Rồi xong nó té và ra đi. Hay lắm nào. Đúng như cái tên cá ngu. Cá ngu. Đúng là cá ngu. Em là cá ngừ. Ủa sao nó gãy đường bằng nào nó lại qua được ta? Hồi nãy không phải, hồi nãy đường còn nguyên, mình bắn fireball cái nó gãy luôn. Bạn không cho mình qua cái gì. Sai lầm. Nhưng mà mình cứ nghĩ là bên nhà chị Mập sẽ có đường nhưng không còn cái con đường nào để đi cả. Bị phá hết rồi em. What the hell? Really? Ủa? Mà chị Mập đâu? Ai biết? Đâu? What the hell? Từ, cứ yên đi. Em sẽ giết hứa. Thôi rồi. Giờ chỉ còn chị Mập thôi đúng không? Ừ. Đặt có tin ti nè cho sợ nè. Đó, sợ chưa? Bùm. Đây rồi. Núp nè, đi xa lắm rồi nè. Này thì đi xa lắm rồi nè. Em sẽ test gia su với chị. Con này dùng sao? Chị đi chơi rồi. Chịu hỏi gia su, quýnh chị Mập đi. Quýnh chị Mập đi. Gia su quýnh chị Mập đi. Quýnh đi. Chị gia su chạy bộ lẹ chậm vậy má. Chết đi. Gia su thì cô vậy. Ôi gia su máu nhiều lắm em ơi. Gia su chết chị Mập rồi. Chết chị Mập rồi. Quýnh đi, quýnh chị Mập đi. Đánh mà vừa gia su đánh vậy. Mày gia su hả? Gia su. Chị Mập. Gia su quýnh đi. Có gia su. Chết luôn. Gia su tiếp tục. Quýnh đi gia su. Đánh với khe hôm lại rồi, đánh với gia su đó chứ. Quýnh đi gia su. Gia su rồi. Quýnh đi. Gia su rồi. Ôi, chị dám với gia su của em. Dám với gia su của em. Rồi, em làm chùm rồi. Trận này em làm chùm. Rồi. Ủa, phải bao nhiêu rồi? Dạ em chào chùm. Chùm ba bố chị luôn. Chùm ba bố chị luôn nè. Quý rồi. Yeah. Ôi mọi người, sao bằng em mọi người chơi mini quốc mấy năm trời giờ không đánh lại em là mọi người yếu rồi. Ok mà nếu em cái video này không mà bây giờ bạn chơi ngu cái nào bạn cũng không sống được đâu bạn. Tại bạn bất vừa. Ok và nếu thấy video này đừng quên cho mình một like, một đăng ký, đừng quên là ấn cái chuông kế phần đăng ký và chọn tất cả để hồi nhận tất cả thông báo từ những video mới nhất kênh của mình nha anh em. Ok và đừng quên là qua kênh của chị Mập, chị Timmy và các ngu nữa nha anh em. Ok còn bây giờ thì chúc mừng ta là tốt lành. Bye bye.
Bye bye. Chị Tâm My là người chết đầu tiên. Bye bye chị Tâm My chết đầu tiên. Bye bye.